of anxious days. Nếu bạn là người khó ngủ, thì La La Land là một lựa chọn phù hợp. Bộ phim mới được công chiếu ở Anh vào giữa tuần qua. Phim dài 8 tiếng. Các ngôi sao trong phim là những chú cừu trên đồng cỏ. La La Land đang cạnh tranh danh hiệu phim chán nhất thế giới với một bộ phim khác dài tới 10 tiếng rưỡi. Chỉ có đúng cảnh Hong Kho Sơn. Chính nhà sản xuất của phim cũng cho rằng đây là bộ phim nhàm chán nhất bởi không có diễn viên hay một tình tiết nào xảy ra, chỉ có đàn cừu lang thang trên cánh đồng. Tuy nhiên, mục tiêu của bộ phim này không phải là giữ cho người xem thức, mà chính là giúp người xem ngủ. Các nhà sản xuất cũng hy vọng đây sẽ là liều thuốc ngủ hữu hiệu cho những ai bị mất ngủ, một căn bệnh hiện đại đang lan nhanh trên thế giới. Phim do công ty Calm tài trợ, công ty nổi tiếng bởi ứng dụng về thiền và thư giãn, được khá nhiều người ưa thích.